chia thế là thì buôn thùng qua đi hà sập thì buôn mình xón chất ao muối ốc rạ trăm pi mơn trăm quản riêng quất luộc quýnh trong ban trồng nên pi mơn trăm quản riêng ta quất trâu luộc ao luộc lấy quân màn riêng trăm trâu trong bay con xa anh ăn chùm nát nâng hai con xa anh nên dơ chùm nát nâng ọt dô khla chăng mà dơ khla chăng mẹ cừu mà dơ chăng mình xa cắt áo muối ốc ra làm pi mơn trăm bốn riêng hai quát luộc bên trong ăn chùm nánh pi mơn trăm bốn riêng chăng tao quát trâu luộc áo nấu khay còn màn riêng chăng cái xưa tha ta quát trâu luộc áo nấu khay còn màn riêng ខ្លាំងមែនតើចឹងមកយើខ្លាំងមែនតើយកតាទៀតវិញរៀនមិនខានទៀតផងណាចឹងចាំស្អាយយើងជួបគ្នាទៀត